Thế và lời nói đầu tiên cho phép Dương Quý Phi xin lời chào đến toàn thể quý vị ân khách có mặt trong ngày vui của em Hiếu. Nói chung này bên Bình Dương thì có tên Ngọc. Chúc khỏe và lời chào trân trọng nhất. Nói chung lần đầu tiên thì Dương Quý Phi cũng về đến nơi Nghệ Thịnh, Nghệ An, Nam Đan. Nói chung một lòng là sao xuyến, rất là đam mê, rất là náo nức để về thăm miền quê của mình. Cũng như các bạn đã cũng ao ước vào miền Nam. Tôi là người miền Nam cũng ao ước vào miền Trung, miền Bắc. Thì hôm nay tôi về đây nói chung thì cũng rất là ao ước và rất thích những cái mảnh đồng quê và những cái lời nói thân thương mộc mạc và những tấm lòng hiếu khách của quê hương mình. Thì để đến chương trình thì Dương Quý Phi thấy các bạn mình hôm nay nhảy rất là vui. Nói chung là mà áo dài em cũng không cho phép em được vui vẻ vậy thôi kệ, hôm nay cũng là ngày vui của Ngọc. Thì em cũng xin mời cô bán chị thưởng thức qua một nhạc phẩm rất là vui tươi, nhạc phẩm của Indonesia, bài hát mang tên Dáng Em Như Mùa Xuân. Xin mời bác chị thưởng thức và lắng nghe. Xin mời vũ đoàn IBC của em được lên sân khấu. Như nhàn đóa hoa tôi mỗi yêu, chắc lòng em phải đau. Nên hơn từ gót sen cùng nhau mơ, để lòng em thương nhớ. Đưa nhau vào hát ca người tình ơi, hơi đó xin em ơi. Oh, 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 hơi đó xin em ơi. Xin cho bao tình yêu cả trong giấc trong nhung nhớ tình yêu sao ta bao. Với kia